Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con yên. Con kính đảnh lễ ni đạo tràng. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không ạ? À? Cho con xin tín hiệu. Hello. Dạ con cảm ơn sư Thanh Tâm. Dạ con cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Diệu, đạo hữu Diệu. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dhammade sanaya janagatha Brahmachalo kathipati sahambati katanchali antivarang aya chatha santi thasak tapparachak kachati ka dese tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin winayan chakayan suttan chaban tham afitham machamang Ako tayanto chatusak chadandang bautane ye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời. Nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân kết tích ngày thuyết, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ cầm mic dạ. Dạ sư cầm mic để cho đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. À. Con không biết sư Huy Niệm có nghe được âm của con không ạ? Dạ con kính gửi mic lại cho sư Huy Niệm. Sa thú. Dạ con kính dâng mic cho sư ạ. À. Dạ, kính đảnh lễ thì Đức Đức Pháp Tính Đức Thanh Tâm. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ năm là buổi giảng của Đức Pháp Tính. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây do phải bận rộn một số công việc rất là nhiều cho nên để Đức Pháp Tính cũng mất nhiều thời gian cho công việc lo cho chùa. Cho nên chính vì thế mà cũng không có tiện để mà sinh hoạt với lớp học chúng ta thường xuyên. Và bây giờ thì không biết Đức Pháp Tính có thể giảng bài hay không. Nếu như mà để Đức mệt thì Đức có thể nghỉ đi. Rồi có gì hôm nay mình giảng bài cho hôm nay luôn cũng được. Nếu được thì không có mệt á, thì Đức giảng được thì Đức xin gửi mic lại. Không biết bên đó Đức Pháp Tính có nghe. Rồi, bây giờ con xin mời.
Sa thú, kính cảm ơn đại đức Huy Niệm. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lĩnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm đại đức Huy Niệm cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Như như lời của đại đức Huy Niệm nói thì do chúng tôi bận công việc nhiều thiệt, thành ra có khi muốn chạy lên lớp học để sinh hoạt với quý vị một chút, nhưng mà cuối cùng thì nó cứ rơi vào những cái ngày mình giảng, thì cái thời gian đó nó rơi vào lúc mà mình bận công việc, rồi có khi thì cái tuần lễ đó đó mình đi công việc đó thì nó nhầm vào cái ngày đó mình giảng. Thành ra chúng tôi cũng không có biết cái cách nào để mà thay thế, nhưng mà cũng còn cái được là quan hỷ do còn đại đức Huy Niệm, đại đức lên, đại đức cũng giảng thế giùm chúng tôi. Thôi bây giờ thì không mất thời gian của quý vị, chúng tôi tiếp tục đi vào cái bài học như kỳ trước chúng tôi đã trình bày là các bạn nghe nhiều và nghề nghiệp học học nhiều hay là nghe nhiều đó, nghề nghiệp giỏi. Bây giờ thì đến quý ná giá ở trong cái đoạn kệ số 5 đó, ba hú sắc thân chá xíp anh chá quý ná vô chá xíp xíp tô xúc pha xíp ta chá qua cha ê tăng ở mút tám ăn. Thì bây giờ chúng ta học đến cái phần quý ná vô, có nghĩa là học về cái phần lực, cái kệ ngôn thứ hai. Trước khi vào phần thuyết giảng thì chúng tôi sẽ muốn xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagavatam bhagavantam abhivadami sokhato bhagavata tammo tammang namassami suppatibbano bhagavato savaka sangho sangkhang nammami lokassana thang vadamutta mahang buddhan cha thamman cha bhanamami sangkhang. Tử sinh nghiêm tình, thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính nhân đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thanh tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, cái câu kệ ngôn số 2, quý ná vô chát su si khi tôn, lực đã được khéo nghiêm trì. Vậy thì ở trong cái phần này chúng ta học về cái chữ lực trước, quý ná vô. Quý ná vô được gọi là lực, luật. Vậy thì cái chữ lực ở đây có nghĩa là gì? Lực ở đây có nghĩa là những cái điều được quy định cho một cái tập thể nào đó, những cái điều mà được quy định cho một cái tập thể nào đó thì gọi là lực. Vậy thì chúng ta thấy rằng nó có lực quốc độ, lực của hàng hải, lực của giao thông, hoặc là pháp và lực này, hoặc là pháp và lực này. Nhưng mà ở đây là chúng ta nên nhớ rằng là đối với lực là coi như là nói chung bao gồm, bao gồm lại luôn cả giới ở trong đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe mà Đức Phật nghe về bốn cái đại căn cứ địa đó, là thí dụ như là Đức Phật dạy cho, khi mà Đức Phật mà dạy cho Ngài Ananda đó về bốn mặt căn cứ địa, có nghĩa là khi nào mà mình nghe có vị một cái vị thì khu đó tuyên bố chính tôi được nghe Đức Thế Tôn dạy như sau: đây là pháp, đây là lực, đây là lời dạy của bậc đạo sư đó. Thì chúng ta nghe được như vậy rồi, chúng ta cũng không có
cũng không có dội, mà cũng không có dội bác bỏ. Chúng ta về chúng ta nghe lại, chúng ta về chúng ta coi lại, nếu mà phù hợp với kinh, tương ứng với lực thì chắc chắn đó là lời dạy của tôi đó. Thì bây giờ thì ở đây chúng tôi nói ra cái câu này là để chi việc, để là cho mình biết rằng là nói về cái chữ lực là được bao trùm, cái chữ lực là được bao trùm trong cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nhớ là những cái chi phần nằm ở trong đó, nhưng mà đều là những cái quan trọng hết. Nhớ và lực đều là những cái phần mà quan trọng hết. Là nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là ở đây nhé, là luật á, là sẽ bao trùm, mà bao trùm vào cả ở trong giới. Đấy, vô lấy giùm sư ha. Còn lấy cái bao bỏ vô hồn. Bà đưa cốc xe rồi chưa? Bây giờ đi ngân hàng chưa? Dạ, chúng tôi trở lại vấn đề. Vậy thì như lúc đầu chúng tôi đã nói, luật là những cái điều là gì? Là những cái điều mà được quy định cho một cái tập thể nào đó. Ví dụ như pháp của luật này, hoặc là luật của cái quốc độ, luật của một cái nhóm nào đó. Thì quý vị thấy rằng đối với luật là ở trong cái thời kỳ mà có còn Đức Phật, hoặc là ở trong cái thời kỳ mà sau khi mà Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi, thì quý vị thấy rằng là ở trong giáo pháp này là có Ngài Ú Ba Lý. Ngài Ú Ba Lý là một cái vị rất là giỏi về luật, là Ngài đã can thiệp rất là nhiều, rất là nhiều chuyện ở trong cái thời kỳ Đức Phật. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là nhờ có Ngài, nhờ có Ngài mà trong cái lúc đó, có những người người ta bị oan ức, người ta bị oan ức và được giải oan. Và có do nhờ có Ngài mà chúng ta thấy rằng là cái tạng luật của chúng ta được duy trì tới ngày nay. Quý vị biết rằng ở trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, có một cái câu chuyện gì nè. Lúc ở trong cái thành Cá Cá Há đó, Vương Sát Hạch, thì có một cái cô tiểu thư con nhà rất là nho giáo, gia giáo đó, một cái người con gái con của một cái vị tộc trưởng mà rất là danh tiếng. Thì khi mà đến tuổi trưởng thành rồi đó, nàng có cái ý muốn được xuất gia, nhưng mà cha mẹ của nàng thì không chịu, không chịu cho nàng xuất gia, bắt nàng mà phải lập gia đình. Nói gia đình này chỉ có nàng là con gái duy nhất, thành ra phải phải lập gia đình không được xuất gia. Thì khi đó do phải phụ nữ mà, con gái mà phải nghe lời cha mẹ, nên nàng được gả cho một cái thanh niên con rất là giàu có, một cái gia tộc cũng rất là xứng, cũng giống như là thời nay mà chúng ta nói là môn đăng hộ đối, rất là tương xứng với nhau. Thì hai người này khi mà về chung sống với nhau đó, quý vị biết rằng ở trong kinh đó, mô tả lại đời sống của họ rất là hạnh phúc, đời sống của họ rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái người vợ á, mà cái cô nàng này đó, cái tâm là cái tâm tu, cái tâm tu. Thành ra quý vị biết rằng cô nàng này làm cái gì cũng hướng về cái đời sống tu tập, làm cái gì cũng có cái khuynh hướng làm sao mà mình được xuất gia, làm sao để mà mình được chứng đắc được đạo quả A La Hán, vân vân. Đó, thì quý vị biết rằng một hôm á, ở trong thành Ra Chá Ngã Há, Vương Sở Thành có mở một cái hội rất là lớn. Cái lễ hội này là coi là như là dân chúng
là mọi người là đều coi như là sửa soạn quần là áo lụa đồ đẹp để mà đi đến mà vui chơi ở trong cái thành, ở trong cái 7 cái ngày lễ hội đó. Thì khi mà cái thành Vương Xá đó được trang hoàng nó lộng lẫy, ở trong kinh mô tả lại là giống như là cái thành phố của chư thiên đó. Giống như thành phố của chư thiên. Quý vị biết rằng tại sao mà ở trong cái thờ Đức Phật đó, hoặc là ở trong kinh điển đó, mà chúng ta thường nghe nhắc đến thành phố của chư thiên không? Tại vì ở trong cái thờ đó người ta chứng thiền nhiều, thành ra đó người ta lên xuống những cái cảnh giới của chư thiên rất là nhiều. Đó, thành ra quý vị thấy rằng ở trong kinh điển ưa được nhắc như vậy đó. Hoặc là có những cái vị mà người ta chứng thiền được đó, người ta lên cảnh giới đó rồi về người ta kể lại là một cái chuyện rất là bình thường. Đó, thì trở lại với cái nàng này là quý vị biết rằng là lúc đó coi như là ở trong Vương Xá Thành người ta tổ chức lễ hội rất là lớn, mà chỉ có một mình cô nàng này là coi như là không có trang điểm, không phấn son, không có cái gì, không có một cái tâm tha thiết gì với những cái lễ hội này hết. Đó, thì lúc bấy giờ á, cái người chồng á mới hỏi tại sao mà nàng không có chịu cũng như là trang điểm là đi dự lễ hội với mọi người. Thì cô ta mới cho chồng mình biết đối với cái thân này là 32 thể trược, trang điểm cái thân này làm gì, cái thân này không phải là cái thân quá xanh như cái thân của chư thiên hoặc là phạm thiên, không có phải được quá xanh từ những cái bông sen trắng, bông sen hồng, vân vân. Đó, không phải là ngọc vàng châu báu, cái thân này được kết tinh từ những cái ô trược của cha và mẹ, thân này luôn luôn bị cái định lực vô thường nó làm cho biến hoại. Như vậy thì trang điểm để làm, thật sự ra đó thì quý vị biết rằng cái cô nàng này cổ trả lời như vậy là một cái sự thật tâm, quý vị, là một cái sự thật tâm, chứ không phải là do mình nghe ai nói lại hết, do cái đời sống của cổ thấy rằng như ở trong kinh đã nói là từ lúc đầu là cổ muốn xuất gia rồi, nhưng mà cha mẹ không cho, cha mẹ không cho, nhưng mà cổ vẫn sống một cái đời sống hướng về cái sự xuất gia, cái sự hành đạo đó. Thì khi mà chồng hỏi như vậy đó, cổ trả lời đó, ở đây là quý vị biết rằng ở trong chú thích đó, trong chú thích đó, nói rất là kỹ cho chúng ta nghe, chúng ta biết được là cái nàng này là chuyên tu quán xét cái thân mình như vậy, chứ không phải là giống như là những người mà người ta đọc cho đã rồi đến chừng mà thích thú thì gây lộn, hoặc là không thích thì cũng chửi mắng rồi này kia, vân vân. Có nghĩa là đời sống người ta sống coi như là đi đứng nằm ngồi người ta luôn luôn có cái chánh niệm, hãy mà quán thể trượt là thể trượt, coi cái thân này là thể trượt là thể trượt, chứ không phải là lúc thì thể trượt lúc rồi dùng đủ thứ lời lẽ để mà binh vực cho cái bản thân này đó. Thì thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập mình không khéo tu tập thì mình ưa bị rơi vào cái trạng thái này. Cũng như thí dụ như ở đây chúng tôi thí dụ một điều thôi, khi mà mình thấy người ta bị mất cái gì thì mình khuyên ôi vô thường mà thì mất thôi bỏ đi nhầm nhò gì đó, nhưng mà đến mình của mình mất thì sao quý vị, mình bực mình, mình hoặc là người ta bị cái gì mình nói thế gian này là như vậy, đời này là như vậy, nhưng mà đến bản thân mình bị thì mình lại có cái sự chống trái, mình la ó hoặc là cũng như là mình có những cái bất bình vân vân. Đó, thì thường thường tất cả chúng ta khi mà thật sự ra thì chúng ta không có chánh niệm chúng ta bị vậy đó. Đó, còn cái người con gái này đó là quý vị biết rằng nàng trả lời, nhưng mà người chồng nghe đó, người chồng không có giận. Ở đây tại sao mà chúng tôi nhấn mạnh lại cái chỗ này, chúng tôi sợ là có nhiều người khi mà hỏi thì cũng bắt chước nói gì, nhưng mà
nói mà nó không có thực tâm á, nó sẽ làm cái nghe nó nghịch nhỉ, nó rất là khó chịu. Đó, đó thì quý vị biết rằng á, cái nàng tiểu thư này nè, trả lời như vậy, trả lời như vậy mà người chồng rất là nghe, rất là vừa lòng, rất là vừa tai. Có nghĩa là do cái sự tu thiệt của người ta, tu thiệt của người ta, nên người chồng nghe là người ta chịu liền. Đó, thì cái người chồng sau khi mà nghe rồi á, thì á, người chồng mới hỏi gì, tại sao em không có xuất gia đi, em không có chịu đi xuất gia đi. Thì cô ta mới trả lời đó là em rất là mong là được xuất gia nếu anh cho phép. Nếu anh cho phép hôm nay em sẽ xuất gia liền. Đó, thì cái người chồng á vô cùng hoan hỷ, người chồng sa thú lành thai liền, người chồng vô cùng hoan hỷ. Thì nó khổ cái nỗi á, là quý vị biết á, lúc đó là tổ chức lễ xuất gia liền, chồng nàng đứng ra tổ chức cái lễ xuất gia long trọng cho nàng liền. Quý vị thấy rằng ngay chỗ này chúng ta cũng nên học hỏi, chỗ này chúng ta cũng nên học hỏi nha quý vị, là quý vị biết sao không, mốt mình làm lễ xuất gia cho cái người nữ cũng phải long trọng, long trọng để đánh dấu ngày tháng đàng hoàng. Quý vị, nàng này là cái lúc mà xuất gia đó, thì trước cái lúc đó đã có thai, quý vị, trước lúc đó đã có thai mà nàng không biết, nàng đã có thai của người chồng rồi, nhưng mà nàng không biết. Thì sau một cái thời gian vào tu tập á, thì cái thai bào á nó phát triển lên, thì những cái vị tỳ kheo ni á, mà ở bên nhóm của Đê Quá Đắc Tá đó, tại vì cái nàng này á là xa ở trong cái nhóm của Đê, thành ra các vị tỳ kheo mới hỏi cái vị mới tu ngu rồi mà xong giờ còn như vậy, còn bị như vậy. Thì cái vị tỳ kheo ni mà mới tu này nè, mới bạch với các ni là tôi không có biết, nhưng mà tôi hứa là tôi không có làm những cái chuyện đó, tôi không hề phạm giới, tôi không hề phạm giới để mà hủy diệt cái đời sống phàm hạnh này. Đó, thì các vị tỳ kheo ni á mới đem cái chuyện này lên để mà trình bạch với Đề Quá Đắc Tá, Đề Bà Đắc Đa đó. Thì khi mà được nói như vậy á, thì lúc đó đó Đề Bà Đạt Đa đó là coi như là sợ mình mang tiếng, thành ra không có chịu đi xét xử gì hết, cứ sợ mình mang tiếng vậy đó. Thành ra Đề Quá Đắc Tá đó không có suy nghĩ cặn kẽ, không có tìm hiểu trước, nên coi như là ra cái lệnh là đuổi nàng đi, đuổi cổ đi về đi đó. Đuổi cổ về nhà cổ sanh đẻ ở nhà cổ yên đó. Thành ra đó gặp cái vị tỳ kheo ni này á, quý vị biết rằng đâu có chịu về. Cái vị tỳ kheo ni này á nghe tôn giả Đề Quá Đắc Tá nói như vậy, thì cái vị tỳ kheo ni này mới nói là thưa các vị mà ni trưởng, đó là cái ý riêng của Đề Quá Đắc Tá. Còn đối với tôi thì tôi xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, tôi xuất gia ở trong cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thành ra đó, nếu mà gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy như thế nào tôi sẽ làm như thế đó, Đức Thế Tôn dạy như thế nào làm như thế. Thì khi đó đó quý vị biết rằng là cái chuyện này được trình bạch lên Đức Thế Tôn. Thì lúc bấy giờ đó quý vị biết rằng Đức Thế Tôn á, thật ra đó Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân chi đạo sư mà quý vị. Đức Thế Tôn cái gì mà ngài không biết, cái gì mà ngài không biết đó. Nhưng mà ngài muốn làm cho ngài muốn làm cho mọi người người ta biết, mọi người người ta biết được là cái vị tỳ kheo ni này trong sạch, cái vị tỳ kheo ni này là được cái sự trong sạch.
Thành ra đó lúc đó đó Đức Thế Tôn á mới cho mời Đức Vua Vasenadi nè, rồi mời những cái vị quan đại thần đồ nè, rồi cho mời trưởng giả Anna Tháp Binh Đi Cá nè, rồi mời luôn cả bà Quý Sa Kha, nói chung là rất là nhiều quý vị, rất là nhiều người. Ở trong đó có ngài Ú Ba Lý, ngài Ú Ba Lý làm chủ tọa, ngài Ú Ba Lý làm chủ tọa. Thì lúc đó, đó ngài Ú Ba Lý á, ngài mới kêu á là bà Quý Sa Kha là vô khám, vô khám cái kiểm cái thai bào. Thì cái thời đó quý vị thấy rằng á rất là hay quý vị, coi như là cái thời đó đâu có ông nghe đâu có giống như bây giờ. Nhưng mà quý vị biết rằng á, bà Quý Sa Kha đó, bà vô bà xét nghiệm cái bào thai này, thì lúc đó đó bà Quý Sa Kha đó che một cái màn xung quanh ở bên ngoài, rồi bắt đầu mới cho nó được kín đáo, rồi mới bắt đầu mời cái tỳ kheo ni này vô để bà tự thân bà kiểm nghiệm từ ở dưới tay chân rồi đúng rồi bụng của nàng tỳ kheo ni này, bà kiểm nghiệm từng chỗ như vậy, rồi bà ngồi bà tính ra từng ngày từng tháng, từng ngày từng tháng cái chỗ nào nó sưng nó phồng lên như thế nào đó, bà tính từng ngày từng tháng, rồi bà mới ra bà bạch với Đức Thế Tôn và chư tăng tỳ kheo ni có đầy đủ hàng tứ chúng ở ngoài đó, là coi như là vị tỳ kheo ni này đã có mang có thai trước khi xuất gia, nhưng mà cái người này không hề hay biết, không hề hay biết gì hết đó. Thành ra lúc đó giữa hàng tứ chúng, trưởng lão Ú Ba Lý mới tuyên bố vị tỳ kheo ni này vô tội, giới của nàng hoàn toàn trong sạch đó. Thì quý vị thấy rằng đối với ngài Ú Ba Lý, trong cái thời kỳ mà còn Đức Phật, mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, quý vị thấy rằng ngài Ú Ba Lý ngài đã gìn giữ lực rồi, ngài đã gìn giữ lực rồi. Chúng tôi nhớ, chúng tôi đọc ở trong cái quá khứ của ngài Ú Ba Lý, có nghĩa là trong cái thời quá khứ, quý vị biết rằng ngài Ú Ba Lý ngài chẳng những ngài cúng dường một cái ngôi chùa cho Đức Phật và chư tăng ở trong quá khứ ở để ở đó mà tu tập, rồi ngài nhìn ngài cũng chưa chịu, ngài nói mình cúng dường cái chùa rồi những cái tăng phòng cho Đức Phật và các vị tỳ kheo ở đó tu tập, nhưng mà mình chưa có xây hàng rào, chưa có xây cổng, thành ra đó vẫn còn cái sự nguy hiểm đến với Đức Phật và tăng chúng. Thành ra lúc đó đó ngài mới cho xây hàng rào, xây cổng luôn, xây hàng rào và xây cổng luôn. Thành ở trong cái khi mà tạo cái phước đó xong rồi đó, ngài nguyện ngài mai mốt mà ngài sanh ra đó, mà ngài xuất gia đó, ngài sẽ là một cái vị tỳ kheo và trì lực, là một cái vị tỳ kheo mà coi như là thông hiểu về cái lực của Đức Phật. Thật ra đó quý vị biết rằng đó, đối với cái giới và lực đó, khi mà mình tu tập mình biết được cái điều này đến chính vị, để mà mình có cái cách đủ trí tuệ để mà mình giải quyết những cái gì mà để làm cho tăng chúng càng ngày càng hưng thịnh. Có nghĩa là mình biết, giống như là ở đây chúng tôi nói, giống như là mình có cái cách để mà mình làm cho người ta, lỡ mà người ta có chuyện gì, mình tháo những cái sầu muộn đó cho nó rơi rụng từ từ, nhờ vào ở trong cái nhớ và lực này. Nếu mà mình mà thí dụ như mình không biết nó rất là khổ quý vị đó. Hoặc là quý vị thấy rằng như cái trường hợp cái vị tỳ kheo ni mà chúng tôi vừa kể, bây giờ vừa cái chuyện vừa xảy ra vậy, để quá tá kêu thôi đuổi cô về đi, để không thôi người ta nói đó đó, gặp cái cô này cũng nói không chịu, không có chịu đó. Con cũng là xuất gia, cái ngày xuất gia con cũng là đăng quang tổ chức xuất gia rất là long trọng, thành ra có gì có, chứ con chỉ nghe phải gặp Đức Phật
À, Đức Phật chỉ làm sao con làm vậy, à, chứ đâu có được đuổi con nghe, à, đuổi con nghe vậy đó. Thì quý vị thấy rằng á, coi như là một cái vị mà biết lực, à, sẽ bảo vệ, à, bảo vệ cho những người mà ở trong cái cộng đồng của mình, à, ở trong cái đời sống tu tập. Nếu mà ở ngoài đời, à, thì người ta sẽ bảo vệ, à, những cái gì mà thuộc về ở ngoài đời. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập á, mình cũng mong sao mà mình đừng có gặp những cái hoàn cảnh éo le này. Chứ có nhiều khi quý vị biết không, mình học á, ở trong lực á, thì mình cảm thấy rất là hay. Hoặc là mình học ở trong giới, mình thấy cũng thấy rất là hay. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với ở bên ngoài cũng vậy. Ở bên ngoài á, lực lệ thì cũng rất là nhiều, nhưng mà có những người người ta thật sự ra người ta không có thực thi, người ta không có thực thi theo cái lực pháp. Quý vị cũng như quý vị thấy rằng nếu mà có thực thi theo cái lực pháp thì làm sao mà ở trong cái xã hội thời nay bị nhiều, rất là nhiều cái tai nạn. Trong ngày hôm kia đó, chúng tôi đi công việc đó, nên chúng tôi có một cái thời gian rảnh đó, chúng tôi ngồi trên xe, chúng tôi coi á, quý vị biết mở cái máy lên mình coi ở trên YouTube đó, thì coi như là mình không hình dung được mà ở Việt Nam bây giờ, mình một cái đất nước mà mình đang ở, quý vị biết rằng tai nạn quá, tai nạn mà chết, mà chúng tôi nói chết mà chết quá trời. Có nghĩa là tai nạn xe cộ rồi. Thì tai nạn xe cộ là tại sao? Tại vì mọi người không chấp hành theo cái luật nó. Rồi đối với ở có cái xứ mà cũng như là ở Tiền Giang đó quý vị, trong cái thời gian qua là những cái người mà bị thần kinh đó, là tự nhiên người ta cầm dao lên người ta chém xối xả những người xung quanh đó, thì cũng chết người quá chừng. Nói chung là chết đủ thứ cách đó. Chết đủ thứ cách đó. Thì quý vị thấy rằng là do thật sự ra đó, cái người mà thực hành về lực đó, nó không có nhiều, nó không có nhiều, thành ra nó mới dẫn đến những cái chuyện như vậy. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng nếu có những cái vị mà thánh tăng như ngày xưa đó, những cái vị mà có cái sự trì lực, hoặc là những cái vị mà người ta biết về lực để chi, để người ta còn sắp xếp ổn định lại, cái đời sống của mọi người. Quý vị biết rằng ở trong thời Đức Phật nó xảy ra cũng rất là nhiều chuyện, nhưng mà do có những vị giỏi về lực, các vị lúc đó có sự chấn chỉnh đàng hoàng, quý vị biết là coi như là ngài Ủ Bà Lý là không phải là một chuyện của một cái vị ni đó, không đâu. Đó, có một cái chuyện khác nữa, trưởng lão Ách Chú Cá đó. Thì quý vị biết rằng trong cái câu chuyện này nè, trong cái câu chuyện của trưởng lão Ách Chú Cá đó, thì coi như là có một cái gia chủ ở thành Vesali á, là một cái người mà để mà hộ độ cho ngài Ách Chú Cá. Thì cái người gia chủ này á, là có hai cái người con, và xin lỗi, có một cái người con trai hoặc một cái người cháu trai đó. Thì cái người gia chủ á, mới nói với ngã chú cá đó, nói với ngã chú cá rằng á, là trong hai cái đứa trẻ này nè, đứa nào mà có niềm tin và mộ đạo á, thì ngài nên thông báo cái cơ hội đến cái đứa này đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, cái người gia chủ á, là coi như là có một cái người con trai và một cái người cháu trai. Thì cái người mới nói cho cái vị trưởng lão Ách Chú Cá này nè, cũng như là cái đứa trong hai cái đứa bé này, đứa nào mà có cái niềm tin và có cái, nói chung là có cái tính tâm ở trong tam bảo, là có nghĩa là đàng hoàng, vừa có niềm tin mà vừa có giới lực đàng hoàng, thì coi như là cái cơ hội sẽ đến với cái đứa trẻ đó. Có nghĩa là những cái tài sản có sẽ đến với cái đứa trẻ đó.
Thì quý vị biết rằng khi mà người gia chủ á, nói như vậy rồi à, thì coi như là lúc đó đó cái người gia chủ qua đời. Thì trong hai cái đứa trẻ đó, đó thì cái người cháu đó thì có cái niềm à, và một cái người con lúc đó, đó ngài mới đưa cái cơ hội là cái người cháu đó, được bảo quản, có nghĩa là được làm chủ cái tài sản đó à, được làm chủ cái tài sản đó để chi, để đứa này á, nó tiếp tục nó làm những cái công đức theo cái niềm tin của nó à, làm những cái công đức theo cái niềm tin của nó. Thì lúc đó nó, cái người con trai á, à, mới đi đến à, nói với Ngài Ananda, Ngài Ananda là nếu mà có một cái người con trai với một cái người cháu trai thì à, cái người nào sẽ là cái người mà à, thừa tự về cái tài sản đó. Thì Ngài Ananda đó, Ngài nói là người con trai à, người con trai phải là thừa tự cái tài sản đó chứ đâu phải là cái người cháu. Thì khi mà được nói như vậy đó thì lúc bấy giờ đó Ngài Ách Chú Cá đó, ngài mới đi đến, ngài nói cho Ngài Ú Bà Lý nghe. Thì Ngài Ú Bà Lý nghe xong đầu đuôi câu chuyện đó hết thì Ngài đem ra xử theo luật. Thì theo cái lời di chúc, tại vì cái người gia chủ này đã nói với cái vị tỳ khu, con ở trong gia đình có đứa con trai với đứa cháu trai, nhưng mà cái tài sản của con á, sẽ để lại cho cái người nào có niềm tin, có niềm tin và có cái sự mà nghiêm trì về giới luật thì con sẽ trao cái tài sản này cho cái người đó. Thì quý vị thấy rằng á, lúc đó, đó Ngài Ú Bà Lý á, Ngài mới đem ra Ngài phân xử. Tại vì đó, bây giờ nó liên quan, nó rối mùi hết rồi quý vị. Khi mà cái đứa con trai á, lên nói với Ngài Ananda vậy thì Ngài Ananda nói đó, vậy là có vấn đề rồi. Ách Chú Cá, quý vị trưởng lão, Ách Chú Cá có vấn đề rồi. Thành ra giống như là thật ra đó là quý vị biết rằng trong cái tình thế đó, đó giống như là các vị sư có một cái sự mà hiểu lầm, người này xử sai, người kia xử đúng rồi. Đó ra mới đem đến cho Ngài Ú Bà Lý. Ngài Ú Bà Lý Ngài mới đem cái lực ra, Ngài mới nói đúng. Thật sự khi mà cha mẹ mà qua đời, tài sản Ngài sẽ để lại, để lại cho cái người con ở trong gia đình. Rồi sau đó thì mới chia một chút gì đó cho cái người cháu. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, là do cái người gia chủ, cái người gia chủ đã thông báo trước đến Ngài Ách Chú Cá rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng á nha, cái người mà làm chứng á, như cái vị trưởng lão Ách Chú Cá á, là cái người làm chứng á, cái người này á, là phải đầy đủ niềm tin, là một cái người mà đầy đủ về trí tuệ nữa, chứ không phải là những cái người mà khờ khờ đâu, không phải là những cái người mà khờ khờ đâu. Cái người này á, là cũng như là phải có cái được cái sự mà bảo chứng là cái người mà coi như là mình không có vấn đề gì về tâm lý hoặc là không có vấn đề gì thần kinh, mà một cái người như là có một cái uy tín, một cái người có uy tín trong cộng đồng tu tập hoặc là trong xã hội vân vân đó, thì cái người đó, mới được cái mới nói lên cái điều này á, thì người ta mới tin nha quý vị, chứ không phải là mình lựa cái người nào mà coi như là ẩn mình nói vậy rồi có nhiều khi người ta không có biết. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, ở đây á, thậm chí mà đến nỗi mà cái vị mà tu á, mà khi mà xả giới đó là nói là cũng như là mình từ bỏ những cái điều học này, mình không có gìn giữ những cái điều học này nữa, thì phải tìm đến cái người đó là phải biết cái tiếng đó, hiểu cái tiếng đó. Chứ giờ mà mình đi nói tiếng Việt, nhưng mà cái ông người thượng, tôi bây giờ từ bỏ các học giới, tôi không có tu tập này kia, thì nếu mà mình nói với cái ông người thượng, ông đâu có biết cái gì đâu. Rồi về hỏi là mình đã có ai làm chứng chưa, có nói cho ai làm chứng chưa, mình nói có và có rồi, nói với ông người thượng á không có được.
Nha. Quý vị nghe lại, nghe trở lại âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái luật đó, thì là được bao trùm cả luôn những cái điều học, những cái điều mà thí dụ như giới học đó, có những cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là thí dụ như mình bước vào cái đời sống tu tập này, có những lúc thì Đức Phật dạy cho chúng ta làm hãy thọ trì để làm tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Đó thì có những cái chỗ mà là nói về giới, nhưng mà có những cái chỗ Đức Thế Tôn nói về lực. Ví dụ như là mình nghe cái người này nói tôi lúc trước tôi nghe Đức Phật giảng vậy đó, hoặc là tôi nghe cái vị trưởng lão đó, một cái tăng đoàn to là trưởng lão không giảng vậy, rồi tôi nghe cái vị trưởng lão danh tiếng đó giảng vậy, thì mình nghe những cái điều đó mình cũng không có vội tin, mình không có vội bác bỏ, mà mình về mình so sánh đối chiếu lại với kinh với lực, thì nếu mà mình thấy đúng thế hợp thì mình sẽ thực hành theo cái điều đó. Đó thành ra đó là quý vị thấy rằng là nói về lực là coi như là được bao trùm là cả luôn là giới. Thì đối với một cái vị mà khi mà tu tập đó, là ở trong cái đời sống tu tập đó, mình phải khéo, phải biết về cái điều này. Mình biết để chi quý vị? Mình biết để mà mình không có vi phạm là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mình bảo vệ được cho đoàn, hoặc là đối với đời sống ở bên ngoài, chúng ta bảo vệ được cho cái cộng đồng của mình, những cái thành viên ở trong đây đó, chứ không phải là mình biết mà để mà mình đi bắt bẻ, mình đi bắt bẻ. Chúng tôi thật sự ra có nhiều lúc chúng tôi cũng khổ, như có những một số người quý vị biết rằng cũng làm mình khổ, và có trong cái khổ nó có nhiều cái nó cũng mắc cười lắm quý vị, nó cũng có mắc cười lắm. Cũng như có lần chúng tôi ngồi ăn cơm chung với hai cái vị sư đó, cái vị sư kia đó thì nói sư ăn vậy là sư phạm rồi nha. Cái hỏi sao phạm, nói hồi nãy sư cắn cái trái ớt đó mà chưa có lấy hết cái hột ớt ra, chưa có lấy hết hột ớt ra. Cái vị tỳ khu đó lỡ rồi, cái vị tỳ khu đó mới nói vậy, ông nhớ ông nói vậy nha, mai mốt ông ăn thanh long á, ông phải lấy hết hột ra nha. Quý vị biết cái trái thanh long không? Quý vị biết cái trái thanh long không? Cái trái thanh long hột quá trời trong đó, lấy hết hột rồi lấy cái gì ăn được đó. Thành ra đó chúng tôi nói rằng á, chúng tôi ngồi đó, chúng tôi nhìn hai vị sư đó, chúng tôi cũng bó tay luôn, cũng chịu hết nổi. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta học về giới và lực á, để chi quý vị? Mình bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người, chứ không phải mà lấy lực ra. Tại vì thật sự ra đó, những cái đồ đó, những cái trái cây đó, những cái cây trái đó là những cái gì mà nó còn có thể mọc lên được nữa thì mình không có dùng. Thành ra những cái người mà người ta khéo mình ta dâng trái cây, người ta sẽ lấy cái gì đó người ta cắt đi một miếng, cắt đi một miếng để cho mình, nó cũng như là coi như là giống như là cái sự mà mình cái dấu hiệu cho biết rằng là nó không có còn mọc được nữa, nó không có còn xanh sôi mọc được nữa đó. Chứ mình phải hiểu cái chỗ đó, mà lỡ á, mà thí dụ như chúng tôi lận nhà quý vị á, mà quý vị giờ quý vị dân cúng một cái món gì đó, giờ cái trái xoài đồ này kia, thì lỡ mà có ăn á, cái tội này nó không có nặng, cái tội này nó không có nặng quý vị, cái tội này nó không có nặng. Thành ra đó nó cũng không có ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập, nó không có làm cho, thật ra nó cũng làm cho cái người đời mất niềm tin nữa. Thành ra cái điều này á, chúng ta không cần phải mà để ý mà chăm chích với nhau nhiều, đó. Thành ra đó, khi mà nói nhắc về luật
nào hoặc là giới những cái điều này á, là chúng ta tu tập để chúng ta bảo vệ cho mình, làm cho cái tâm của mình cái tâm của mình nó được an vui trong cái đời sống tu tập. Vậy thì ở trong kỳ tới đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giảng về cái phần lực này nữa. Còn bây giờ thì thằng nhãn sao lấy học nhà đúng rồi đó, thành ra bởi vì chúng tôi mới nói là có những người người ta khéo thì người ta ngồi người ta mới lấy cái nhãn người ta xé cái vỏ ra tí xíu xé cái vỏ ra tí xíu, thì bây giờ quý vị thấy rằng cái nhãn mà được xé cái vỏ ra tí xíu thì giờ mình không ăn thì mai nó cũng hư rồi, nó đâu có mọc được nữa nhưng mà cũng có trường hợp nha quý vị, cũng có trường hợp nha. Nguyên cái trái nhãn đó mình quăng xuống đất dù cho có xé vài bữa nó cũng mọc lên nữa. Nó thành ra vậy thì cái này là quý vị phải ngồi, quý vị phải ở không, quý vị phải ngồi, quý vị lột ra hết, lấy cái cơm bỏ qua một bên, rồi lấy cái hột cất đi dục đi, rồi lấy cái cơm đó mình dâng cho các vị sư người ta ăn đó. Thì chúng tôi nói thật sự ra cái thời này cũng ai làm hết quý vị, không ai rảnh. Quý vị biết á, bây giờ á có nhiều cái á là mình phải chế định, bây giờ mình phải có nhiều cái mình chế định, thật sự không phải mình lách luật. Cái luật của Đức Phật á là ngài đã quy định là những cái thức ăn hoặc là những cái đồ gì đó là cái người cư sĩ á, người ta dâng tận tay, dâng tận đến cái tay của quý vị sa môn á, thì cái vị đó mới được phép thọ nhận. Nhưng mà bây giờ có những cái trường hợp là được chế định quý vị. Thí dụ như ở trước phòng của chúng tôi á, chúng tôi để một cái chúng tôi để một cái trò hay là một cái gì đó, nói chung là giống như một cái rổ á, mà tạm thời giống như một cái rổ để cái thức ăn ở đó, một cái rổ, thì mình có cái sự mà chế định khi mà người ta muốn dâng cúng mình gì á thì người ta cứ bỏ vô đó. Rồi một chút nữa mình giảng bài xong hay là mình làm công việc gì đó ở trong phòng xong á, mình ra mình thấy á, mình lấy vào mình ăn. Chứ giờ chúng tôi hỏi quý vị, thí dụ như mới vừa vào ở trong phòng, mở quyển sách ra đang tìm coi cái chỗ nào để mà tối nay để mà mình nghiên cứu tối nay mình giảng, rồi ở ngoài người ta cứ gõ cốc cốc cốc, sư ơi con cúng dường sư trái bắp nè, hoặc là con cũng dường sư bực chè nè, cái chạy ra mở cửa đó, cứ làm gì nó lắc nhắc nó đủ thứ chuyện hết vị. Thành ra có những vị người ta chế định ở ngoài trước phòng của người ta đó, ở ngoài trước cốc liêu đó, người ta có để ra một cái giống như là một cái trò, một cái rổ gì đó, thì ai cúng gì đó thì người ta bỏ vô đó là mình biết người ta cúng cho mình rồi. Thì mình khi nào mà mình đói hoặc là mình khát nước đó thì mình mở cửa ra, mình đến đó mình nhận vô và mình ăn hoặc là mình uống đó. Cái trường hợp đó nó có, nhưng mà có nhiều vị thì không có học cái chỗ đó, không có học cái chỗ đó. Chúng tôi nhớ có hồi lúc trước chúng tôi gặp cái vị kia kìa, cái vị thì thật sự ra đó thì cái sự mà tu tập của cái vị đó này, thì tu tập rất là đàng hoàng, tu tập rất là đàng hoàng quý vị, nhưng mà bị vướng vào cái hoàn cảnh đó là tối ngày cứ bắt cha và mẹ của mình á là quỳ xuống mà dâng thức ăn thức uống cho mình biết đó. Không biết quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Dạ, có nghĩa là gì nè quý vị? Quý vị biết đó, hồi lúc đó chúng tôi có một cái, chúng tôi quen biết một cái vị đó mà chúng tôi thấy chúng tôi rất là đau lòng, chúng tôi rất là đau lòng mà can thiệp không được quý vị. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ á là quý vị vô, quý vị dâng cho cái vị đó là thí dụ như là hai cái hộp sữa đi, hai cái hộp sữa vô mót, cái hộp sữa mà mình có gắn cái ống hút ở trong đó, sẵn ở trong đó đó, mình muốn uống là mình gắn cái ống hút đó vô mà mình uống liền đó. Thí dụ như giờ là quý vị vô, quý vị dâng cho cái vị sư đó hai cái hộp sữa đó đi, rồi bây giờ cái vị đó uống một hộp, rồi còn lại một hộp á, thì để ở cái góc nào đó, để ở cái góc nào đó, thì quý vị biết đó, vào sáng ngày mai á,
là coi như là cái vị đó cứ bắt cha với mẹ mình là vô coi ở phòng là còn cái đồ gì mà để mà chuẩn bị một chút nữa sử dụng là hai ông bà là phải dâng lại cho cái vị vị sư con này của mình, là cái vị tỳ khu. Mà quý vị biết là mà mỗi lần mà dâng là cứ bắt quỳ xuống mà dâng riết đó, thành ra đó là chúng tôi nhìn, chúng tôi thấy là chúng tôi thấy không ổn rồi, chúng tôi thấy cái điều này nó rất là nguy hiểm rồi. Mình dù cho bây giờ mình tu có cỡ nào đi chăng nữa, giờ đạo hạnh mình mà nó có cao ngút ở trên trời á, thì mình cũng làm ơn mình đừng bao giờ bắt cha và mẹ của mình mà quỳ xuống mà cúng cho mình hết. Quý vị biết không, một thời gian sau quý vị đó ra đời lấy vợ đi, một cái thời gian sau nó cái vị đó ra đời lấy vợ, thì người ta nói rằng là thì cái vị đó còn trẻ với là cũng con nhà giàu, thì cái chuyện mà ra đời lấy vợ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó bình thường thiệt, nhưng mà quý vị biết đó, là chúng tôi rất là sợ, rất là sợ cái người nào mà đi tu tập, nhất là những có những cái vị mà hiện giờ đó, mà quý vị biết rằng là mới vào ở trong trường thiền mà tu 1-2 năm, 2-3 năm á, có một số vị là chuyên môn bắt cha mẹ mình xách túi dèm nè, xách bát nè, rồi đi theo cầm dù nè, đó là có một số vị, hoặc là một số vị cứ bắt người ta quạt với hầu lại mình. Chúng tôi rất là sợ cái tình trạng đó, rất là sợ quý vị. Chúng tôi bây giờ mình không biết là mình đạo cao đức trọng cỡ nào, nhưng mà mình không bắt những người nào mà lớn tuổi hơn mình mà làm. Thật ra đó quý vị thấy không, chúng tôi cũng không có dám bao giờ mà chúng tôi hôm nay chúng tôi tu hôm nay á, thật sự đến bây giờ cũng 18 năm rồi, 19 năm rồi. Chúng tôi quý vị có thấy khi nào mà chúng tôi dám kêu ai bằng con, không kêu ai bằng con hết. Không có kêu ai bằng con hết. Còn cũng không có kêu ai xách đồ gì giùm mình hết. Đó, còn muốn đảnh lễ á, thì chờ cái lúc nào chư tăng lên làm lễ. Chư tăng lên ăn cơm. Từ 4 sư trở lên. 4 vị sư ngồi dùng cơm hoặc là ngồi làm lễ, hoặc là 2 vị cũng được nữa. Rồi quý vị muốn đảnh lễ gì đảnh lễ, chúng tôi tụng kinh chúc phúc liền. Vừa đảnh lễ là chúng tôi tụng kinh chúc phúc liền, hoặc là mong cho các vị được an vui. Chứ không bao giờ mà chúng tôi dám mà gặp ai mà con quỳ xuống đảnh lễ con lại đây sư biểu này kia. Thôi ơi, chúng tôi rất là sợ những cái điều đó, vì đó rất là sợ những cái điều đó. Thật ra có những người ta nói để cho người ta tạo phước, tạo phước thì chờ đi, chờ khi nào có 2-3 vị sư đảnh lễ chư tăng phước nhiều hơn, còn hơn lên đảnh lễ Phật đi, đảnh lễ Phật đi đó. Thì những cái điều đó đó chúng tôi gặp những cái cảnh đó, có nhiều khi chúng tôi thấy nó đau lòng mà thiệt sự. Quý vị có dịp nào mà quý vị đi ở trong những cái trường thiền á, những cái trường thiền quý vị thấy có nhiều cái trường hợp nó xảy ra. Thí dụ như đối với cái vị thiền sư đi, cái vị mà đạo cao đức trọng thì không sao, còn có nhiều vị thì mới quá mà thích đi đâu cũng có người mà cầm túi dèm dù dùm, rồi cầm bát đồ dùm này kia. Cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Chúng ta biết lực thì chúng ta cũng phải làm cái cách nào đó để cho người ta tạo phước. Tạo phước là có nghĩa là người ta cung kính đến, người ta cung kính đến chư tăng, cung kính đến một cái tập thể, một cái tăng đoàn, thì cái phước nó lớn nha. Còn đối với bản thân không thì không được đó. Thôi bây giờ thì cái thời gian nó không có còn nữa rồi quý vị, để kỳ sau chúng tôi sẽ giảng kỹ hơn đối với lực tại gia và cái lực xuất gia, cái điều nào nên làm, cái điều nào không nên làm đó. Nhưng mà bây giờ gian nữa chúng tôi xin được kết thúc cái thời giảng của chúng tôi với cái phần phước này. Xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong quý ngài vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, lưu vương càng các bà ngã quỷ Atula
những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt phước mai hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con sư Pháp Tính, con kính đảnh lễ sư Hy Niệm, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Dạ con Nguyên Trang, con xin thay mặt đạo kính tri ân sư Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con về pháp ngày hôm nay. Dạ sau đây chúng kính mời quý Phật tử cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Cha phum matha danaka mahitika punyang no anumo dan tu chiram rakhan tu sa sanang akasaktha cha phum matha devaka punyang anumo dan tu chiram rakhan tu ra thake rakhan Akasattha chapamattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tunyatayo Akasattha chapamattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tubanino Akasattha chapamattha devana mahittika anumodantu chirang rakkhan tuno sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạt quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư và quý cô tử đã đến với đạo tràng và tham dự pháp ngày hôm nay và ngày mai thứ năm vào lúc 8:30 giờ Hoa Thịnh Đốn, sư Huy Niệm sẽ đến với đạo tràng và tiếp tục với bài pháp kinh Nga. Dạ con kính mong tràng quý cô chú đến với đạo tràng vào ngày mai lúc 8:30. Dạ kính cảm ơn quý cô chú Phật tử. Dạ con xin xuống mic và kính tạm biệt, chúc tất cả cô chú có một ngày an lành, một đêm an lành. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng ạ. Dạ con xin xin